Thì chào các em, tiết học hôm nay là tiết ôn tập để kiểm tra học kỳ 1. Nội dung của cái tiết học nay thì chia sẻ gồm hai chương. Chương 1 là chương điện học và chương 2 là chương điện tử học. Và trong mỗi chương thầy cũng đưa ra một số bài tập để ta ôn tập, đặc biệt là ở chương 2. Chương 1 chương điện học thì em đã kiểm tra giữa kỳ và thầy đã ôn tập kỹ cái chương này rồi. Vì thế cái phần trọng tâm trong cái tiết ôn tập hôm nay là cái phần điện tử học về nội dung kiến thức cũng như là các bài tập vận dụng. Thì phần thứ nhất là phần điện học. Thì các công thức ở chương 1, các nội dung của chương 1 là các em đã được thầy ôn trước khi thầy kiểm tra giữa kỳ. Cho nên phần này thì chỉ nhắc lại một số kiến thức căn bản cũng như là các công thức lưu ý để mà em chuẩn bị làm bài kiểm tra giữa kỳ cuối kỳ. Nội dung thứ nhất là về điểm trở của dây dẫn. Thì điểm trở của dây dẫn có hai công thức. Công thức thứ nhất là công thức thực nghiệm, tức là R bằng U trên D. Trong các thí nghiệm, khi người ta thay đổi hiệu điện theo U thì cường độ dòng điện đi cũng thay đổi, nhưng thương số U trên đi luôn luôn là không đổi, và người ta đặt cái thương số này là điện trở của dây dẫn, là một đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn. Công thức thứ hai cũng là công thức điện trở dây dẫn, và điện trở dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố của dây dẫn. Yếu tố ở đây gồm có chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Và từ công thức này ta xét những trường hợp riêng. Nếu các dây dẫn có cùng tiết diện và cùng làm bằng một loại vật liệu thì điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài của dây, R1 trên R2 bằng L1 trên L2. Nếu các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây. Nội dung thứ hai là định luật ôm. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai lỗ dây dẫn và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây. Qua công thức này ta thấy cường độ dòng điện có dây dẫn không những phụ thuộc vào hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn mà còn phụ thuộc vào điện trở của dây. Đây là một công thức cơ bản. Từ công thức này ta sẽ vận dụng vào trong các đoạn mạch. Đoạn mạch gồm các điện trở nối tiếp và các điện trở mắc song song. Và áp dụng vào động mạch nối tiếp thì cường độ dòng điện trong động mạch nối tiếp có giá trị như nhau, I bằng I1 bằng I2. Hiệu điện thế của động mạch bằng tổng các hiệu điện thế của mỗi điện trở. Và điện trở tương đương của động mạch thì bằng tổng các điện trở thành phần. Đối với động mạch song song, ngược lại, cường độ dòng điện qua mạch chính là I bằng tổng cường độ dòng điện qua các mạch rẽ. Hiệu điện thế của động mạch bằng hiệu điện thế mỗi điện trở thành phần U bằng U1 bằng U2. Nghịch đảo điện trở tương đương bằng tổng nghịch đảo các điện trở thành phần. Như vậy là ta đã biết
Định luật ôm được vận dụng trong các động mạch. Phần này thì liên quan đến phần bài tập tính. Thì em xem lại các bài tập cơ bản áp dụng vào động mạch tối tiếp, động mạch song song. Nội dung thứ tư là công suất. Công suất là một đại lượng đặc trưng cho hoạt động mạnh hay yếu của các thiết bị điện. Công suất từ định nghĩa bằng tích, hiệu điện thế và cường độ dòng điện của dụng cụ hoặc là của đoạn mạch T bằng U nhân Y. Từ công thức này áp dụng định luật ôm, ta sẽ chứng minh được một công thức khác là P bằng Y bình phương nhân cho R và P bằng U bình phương chia cho R. Và như vậy là về công suất thì ta có 3 công thức tính công suất. Và khi nói đến công suất thì ta em cũng nhớ lại về hoạt động của các thiết bị điện, đèn điện, bếp điện, v.v. Và ta chú ý ôn lại kỹ về trường hợp hoạt động của đèn, khi nào đèn sáng bình thường và khi nào đèn sáng không bình thường. Điện năng công của dòng điện. Điện năng là gì? Điện năng cũng như là công của dòng điện là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. A bằng P nhân T. Và ta kết hợp các công thức của công suất thì ta cũng suy ra được các công thức khác. A bằng UIT, A bằng Y bình RT và A bằng U bình chia R nhân T. Nội dung thứ 6, định luật Schulenzer. Định luật Schulenzer đề cập đến mối quan hệ giữa nhiệt lượng tỏa ra, cường độ dòng điện, điện trở và thời gian dòng điện chạy qua. Công thức của định luật là Q bằng Y bình phương nhân R nhân T. Đối với các thiết bị điện thì điện năng có thể chuyển hóa khi hoạt động thì điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. Nếu các thiết bị nào mà khi hoạt động điện năng chuyển hóa hầu như toàn bộ sang nhiệt năng thì các công thức tính điện năng cũng được sử dụng để tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn. Ví dụ như là Q bằng T nhân T, Q bằng UIT và Q bằng U bình chia R nhân T. Như vậy đây là toàn bộ các công thức của chương 1. Thì các em ôn lại cho thật kỹ các công thức, cách vận dụng công thức vào đoạn mạch, cách tính công suất, cách tính điện năng, cách tính số đếm, công tơ điện. Ở đây thì lưu ý thêm, khi tính điện năng hoặc là tính công của dòng điện, thì đơn vị của điện năng hoặc là của công dòng điện là đơn vị joule. Trong các công thức này, đơn vị chủ yếu là joule. Tuy nhiên, trong những bài toán ví dụ như là tìm số đếm công tơ điện, tính điện năng tiêu thụ của một gia đình hoặc là tính số tiền điện phải trả thì người ta cũng có thể tính theo đơn vị là kilowatt giờ. 1 kilowatt giờ bằng 36 14 năm joule. Và khi ta tính theo đơn vị này thì trong 4 công thức tính điện năng thì Kem sử dụng công thức A bằng T nhân T. Chỉ công thức này thì ta mới tính được điện năng theo đơn vị kWh. Và khi đó, nếu các thiết bị có đơn vị là watt,
công suất tiêu thụ đơn vị là watt, em phải đổi ra kilowatt. Thời gian t phải tính bằng giờ và em phải dùng công thức a bằng p nhân t thì ta mới tính được đơn vị của điện năng, tính được điện năng theo đơn vị là kilowatt giờ. Và như vậy là chương 1 thầy chỉ ôn đến đây, thầy dừng lại chỗ này. Tại vì phần này thầy đã ôn rất kỹ để các em kiểm tra giữa kỳ và các em có thể xem lại bài giảng về ôn tập chương 1. Bây giờ ta sang cái chương 2 là chương điện từ. Thì cái chương điện từ nó gồm có một số nội dung kiến thức. Em thấy nội dung thứ nhất là nói về năng khí âm, thì tôi có hai phần: tính chất từ của năng khí âm và tương tác giữa hai năng khí âm. Năng khí âm là gì? Em thường biết nam châm là những vật hút được sắt hoặc thép, và ngược lại sắt và thép cũng hút nam châm. Đó là đặc điểm thứ nhất, là tính chất từ của nam châm. Một đặc điểm thứ hai cũng rất quan trọng, đó là gì? Là mỗi nam châm có hai từ cực, cực bắc ký hiệu N và cực nam ký hiệu S. Đây là ký hiệu hai cực từ. Trong hình vẽ thì có thể người ta dùng màu đỏ để ký hiệu cho cực bắc và màu xanh ký hiệu cho cực nam, hoặc phần nào người ta tô đậm là cực bắc và phần nào người ta để trống là cực nam. Để đó là một số ký hiệu đối với nam châm. Điều lưu ý thứ hai là khi ta để kim nam châm tự do thì lúc cân bằng kim nam châm luôn chỉ hướng bắc nam, đó là hướng địa lý. Cụ thể hơn là gì? Là cực bắc của kim nam châm luôn quay về hướng bắc. Ngoài sắt thép, nam châm còn hút được các kim loại thuộc nhóm vật liệu từ, ví dụ như là coban, niken, gadolin. Ngoài những tính chất thầy liệt kê ra thì thầy có thể nói thêm là ví dụ như là nam châm nó hút sắt mạnh nhất ở đâu? Đó chính là hai cực tử. Khả năng hút sắt rất mạnh ở hai cực tử, nhưng ngược lại ở phần giữa của nam châm hầu như không hút được sắt thép. Từ tính của nó ở phần giữa nam châm rất yếu. Tương tác giữa hai nam châm, tương tác là gì? Là tác dụng qua lại. Khi để hai nam châm gần nhau thì chúng tương tác với nhau. Nếu các cực cùng tên ở gần nhau thì chúng đẩy nhau, và các cực khác tên ở gần nhau thì chúng hút nhau. Thế vậy rõ ràng ở đây em thấy tương tác giữa nam châm và sắt thép hoặc là coban, niken, cathodine luôn luôn là lực hút, không có lực đẩy. Nhưng tương tác giữa hai nam châm với nhau thì có thể hút nhau hoặc là đẩy nhau, tùy thuộc vào các cực ở gần nhau khác tên hay cùng tên. Một nội dung thứ hai trong cái chương điện từ đó là từ trường. Khi nói đến từ trường
ta không thể quên được một cái thí nghiệm. Từ thí nghiệm này, người ta đã chứng minh được dòng điện có tác dụng từ, và thí nghiệm đó là thí nghiệm Oersted. Khi cho dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng đặt song song với kim nam châm, thì trong thí nghiệm này người ta chứng minh được rằng khi đó kim nam châm lệch khỏi vị trí cân bằng. Điều này chứng tỏ rằng dòng điện chạy qua dây dẫn đã tác dụng lực lên kim nam châm, và người ta gọi là lực từ. Hay nói khác đi, dòng điện có tác dụng từ. Và từ thí nghiệm này, người ta khẳng định một điều là gì? Là dòng điện khi chạy qua một dây dẫn có hình dạng bất kỳ, có thể là dây dẫn có dạng hình, dây dẫn có dạng thẳng, hoặc là có dạng hình tròn, hoặc là một cuộn dây dẫn, thì dòng điện chạy qua chúng đều gây ra tác dụng từ. Từ trường này, không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện và xung quanh trái đất có khả năng tác dụng lực từ lên một kim nam châm đặt trong đó, và ta nói trong không gian đó có từ trường. Như vậy ta thấy từ trường là khoảng không gian, và khoảng không gian này bao quanh nam châm và bao quanh dòng điện. Từ trường ta không thể nhìn thấy được bằng giác quan thông thường. Một cái tính chất của từ trường là từ trường luôn tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó. Và đó chính là một cái dấu hiệu để nhận biết từ trường. Như vậy ta muốn nhận biết từ trường thì làm sao? Thì nếu ta thấy rằng nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường, và dụng cụ để nhận biết từ trường chính là kim nam châm. Thì nói thêm về cái từ trường của trái đất, nguyên nhân vì sao xung quanh trái đất có từ trường và rất nhiều những cái lý giải, và một trong những cái câu giải thích đó là gì, là do trong lòng trái đất có những cái dòng điện khổng lồ với dòng nhiệt điện, từ đó tạo nên từ trường của trái đất. Và hiện nay người ta xem trái đất như là một nam châm khổng lồ, cũng có hai cực từ nam của trái đất nằm gần với cực bắc địa lý. Cực từ bắc của trái đất nằm gần cực nam địa lý. Chính vì thế cho nên khi ta đặt một kim nam châm nằm cân bằng thì cực bắc của kim nam châm luôn chỉ về hướng bắc, vì ở hướng bắc địa lý là cực từ nam của trái đất, và cực từ nam trái đất hút cực bắc của kim nam châm. Đó là lý do tại sao mà một kim nam châm nằm cân bằng thì cực bắc luôn quay về hướng bắc địa lý. Đường sức từ, người ta muốn xây dựng từ trường có một cái hình ảnh trực quan để người ta nghiên cứu. Và để biết được từ trường của nam châm, từ trường của dòng điện nó khác nhau chỗ nào, thì đó là lý do mà người ta biểu diễn đường sức từ. Và để có được đường sức từ của nam châm thẳng thì người ta phải tạo ra được từ phổ của nam châm bằng cách dùng mạch sắt. Khi đã có được từ phổ, người ta mới vẽ, người ta nối liền các mạch sắt thành những đường cong, nối liền từ cực này
đến cực kỳ của nam châm. Và khi đã có đường sức từ thì người ta cần phải xác định chiều đường sức từ. Như vậy chiều đường sức từ theo quy ước, tức là căn cứ vào sự định hướng của các kim nam châm, người ta mới quy ước như thế này, là chiều từ cực nam đến cực bắc xuyên dọc kim nam châm được đặt cân bằng trên đường sức ở bên ngoài nam châm. Các đường sức từ có chiều đi ra từ cực bắc và đi vào từ cực nam. Em xem cái đường sức từ của một nam châm thẳng. Cực bắc tô màu đỏ, cực nam sơn màu xanh. Đường sức từ của nam châm thẳng là những đường cong nối liền từ cực này đến cực kia. Và dựa vào chiều quy ước và kết quả thí nghiệm, người ta thấy rằng ở bên ngoài nam châm, các đường sức từ đi ra từ cực bắc và đi vào từ cực nam. Thấy như vậy khi mà ta vẽ hình về các đường sức từ cũng như là chiều đường sức từ thì em chỉ cần vẽ một số đường cơ bản như vậy là được. Đối với ống dây có dòng điện, để vẽ được đường sức từ người ta cũng làm thí nghiệm giống như đối với nam châm thẳng. Tức là đầu tiên người ta tạo ra từ phổ, rồi người ta biểu diễn đường sức từ, rồi người ta đặt các kim nam châm và cũng dựa vào cái chiều quy ước. Và từ thí nghiệm người ta nhận xét rằng chiều của đường sức từ của một ống dây có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. Khi ta đổi chiều dòng điện thì chiều của đường sức từ cũng đổi chiều. Và người ta đã đưa ra một quy tắc để xác định chiều của đường sức từ, đó là quy tắc nắm tay phải. Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón cái chỏi ra chỉ chiều đường sức từ trong lòng ống dây. Em xem cái cách vận dụng quy tắc nào. Đây là một cái ống dây, dòng điện đi vào từ đầu bên trái của ống dây và ống dây này được quấn từ sau ra trước. Phần phía sau ống dây em không nhìn thấy, cho nên khi vẽ hình người ta vẽ nét đứt. Vòng ra phía trước ống dây nhìn thấy thì người ta vẽ nét liền. Và ta chú ý từ cái chiều dòng điện bắt đầu đi vào từ đầu bên trái thì các em phải lần theo các vòng dây để vẽ chiều dòng điện qua mỗi vòng và chỉ vẽ ở phần dây ta nhìn thấy. Và kết quả này là đối với từng vòng dây khi em quan sát thì dòng điện đều có chiều đi lên. Như vậy ta đặt nắm tay phải sao cho chiều dòng điện đi lên theo chiều bốn ngón tay thì ngón cái chỏi thẳng ra là chiều của đường sức từ trong lòng ống dây. Bước thứ hai là em vẽ đường sức từ. Thì ta nhớ đối với một ống dây, trong lòng ống dây đường sức từ là những đường thẳng gần như song song và cắt đều, và khi ra ngoài ống dây đường sức từ là đường cong. Như vậy em cũng chỉ cần vẽ ba đường sức từ, trong đó đường ở chính giữa là đường thẳng, còn hai đường ở trên và phía dưới thì phần thẳng nằm trong lòng ống dây và ra ngoài ống dây kem vẽ cong lên hoặc là cong xuống. Và đặt nắm tay phải thì lúc này chiều đường sức từ sẽ đi từ phải sang trái. Như vậy ở một đầu ống dây đầu bên phải, các đường sức từ đi vào từ đầu này
và ở đầu bên trái dây các đường xích từ đi ra. Vậy bên phải ống dây là cực từ nam và bên trái ống dây là cực từ bắc. Một nội dung cuối cùng đó là sự nghiệm từ, gồm có hai phần: sự nghiệm từ của sắt và thép và nam châm điện. Sự nghiễm từ là gì? Là nó có từ tính. Như vậy, làm cách nào để làm cho sắt và thép có từ tính? Và khi đã nghiễm từ, thì sắt và thép nghiễm từ giống nhau hay khác nhau? Trước hết thì ta phải lưu ý cái phần giống nhau. Khi ta đặt lõi sắt hoặc lõi thép vào trong từ trường thì cả sắt và thép đều bị nghiễm từ, tức là nó có từ tính. Nhưng khác nhau ở chỗ này, sau khi đã bị nghiễm từ, thép vẫn còn giữ từ tính lâu, và ngược lại thì sắt mất từ tính nhanh. Thì qua cái điều này giúp cho các em hiểu được những cái thanh nam châm, ví dụ như là kim nam châm, thanh nam châm hoặc là nam châm chữ U được làm bằng vật liệu gì, được làm bằng thép vì khả năng giữ từ tính lâu của nó. Và người ta muốn chế tạo một cái nam châm thì người ta sẽ đặt lõi thép vào trong từ trường. Và sau một thời gian, thép nó sẽ bị nhiễm từ và từ tính của nó giữ được khá lâu. Đây là một cái ứng dụng để người ta chế tạo ra các nam châm hoặc là những cái la bàn. Đối với sắt, sắt thì nhiễm từ mạnh hơn thép, nhưng mà ngược lại khi ngắt dòng điện, khi mà không đặt sắt trong từ trường thì sắt sẽ mất từ tính nhanh. Nội dung thứ hai là nam châm điện. Nam châm điện là gì? Là một ống dây và bên trong có lõi sắt nòi. Như vậy khi ta cho dòng điện chạy qua ống dây này thì sắt nó sẽ bị nhiễm thử và nó trở thành một nam châm mà sắt nó nhiễm thử, nó có từ tính. Hoạt động của nam châm điện dựa vào sự nhiễm từ của sắt. Và ta thấy giữa nam châm điện và nam châm vĩnh cửu thì nam châm điện có những cái lợi thế, ví dụ như là muốn mất từ tính thì ta chỉ cần ngắt dòng điện, trong khi ở nam châm vĩnh cửu thì ta không thể làm mất từ tính nữa được. Hoặc ta muốn làm tăng lực từ của nam châm điện thì người ta có thể là tăng cường độ dòng điện qua các vòng dây hoặc tăng số vòng của ống dây. Thậm chí ta muốn đổi tên cực từ của nam châm điện thì ta chỉ cần đổi chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. Như vậy là phần nội dung ôn tập của chương điện từ thì dừng lại ở đây. Chương điện từ em sẽ còn tiếp tục học ở học kỳ 2. Nhưng mà phần kiểm tra học kỳ 1 thì ta chỉ học đến bài sự nghiễm từ của sắt thép
nam thiềm liệt. Và phần thứ hai của bài tiết ôn tập hôm nay là thầy chia sẻ cho em một số bài tập áp dụng cả phần. Bài số 1. Giữa hai điểm MN của mạch điện có hiệu điện thế không đổi bằng 9V, có hai điều trở mắc song song. Cường độ dòng điện mạch chính đo được 0,75A. Câu A, tính công suất của dòng điện trong đoạn mạch. Câu B, tính điện trở R1, R2. Biết rằng nếu thay R2 bằng đèn 6V 3W thì công suất trong mạch vẫn như cũ. Vậy đây là một bài toán về một đoạn mạch. Đoạn mạch này mắc song song. Như vậy ở câu A ta dễ dàng tính được. Thầy gợi ý nhanh câu này. Có U, có Y mạch chính thì ta tính được công suất của dòng điện P bằng U nhân Y. Em thay số. Kết quả là 4,5W. Ở câu B, khi người ta thay R2 bằng đèn thì công suất trong mạch vẫn như cũ. Tức là P của mạch vẫn bằng 4,5W. Và em cũng chú ý thêm, hiệu điện thế định mức của đèn bằng 6V, hiệu điện thế của đoạn mạch cũng bằng 6V. Như vậy là đèn sẽ sáng bình thường và công suất tiêu thụ của đèn sẽ bằng 3W. Tính được P đèn bằng 3W, biết được công suất trong mạch vẫn bằng 4,5W. Như vậy ta sẽ tính được công suất của điện trở R1. Hoặc là ta sẽ tính được cường độ dòng điện qua đèn. Như vậy ta tính được Y đèn bằng P đèn chia U đèn bằng 0,5A. Vì P không đổi và U không đổi nên Y cũng không đổi. Y ở đây là Y mạch chính. Lúc này đoạn mạch này bây giờ nó bằng Y mạch chính sẽ bằng Y 1 cộng cho Y đèn. Và Y mạch chính bằng 0,75A. Như vậy dễ dàng ta tính được cường độ dòng điện qua điểm trở R1. Lấy Y mạch chính trừ cho Y đèn bằng 0,25A. Từ đó ta tính được điện trở R1 U chi Y1 bằng 24 ohm. Điện trở tương đương của đoạn mạch lúc đầu là lúc R1 mắc song song với R2, ta tính được, ta có U, ta có Y, ta tính được R tương đương bằng 8 ohm. Và đoạn mạch lúc đầu gồm R1 mắc song song với R2, biết được R1, biết được R tương đương thì ta tính được R2 bằng công thức 1 phần R2 bằng 1 phần RMN trừ 1 phần R1. Vậy ta suy ra được R2 bằng 12 ohm. Số 2. Trong mạch điện như hình 1, trong đó R1 4 ohm, R2 bằng 12 ohm. Giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế không đổi bằng 12V. Câu A, tính điện trở tương đương của đoạn mạch và cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Thì câu này dễ rồi em. Đã cho biết R1, R2 rồi đã cho biết U mạch. Câu B, tính hiệu điện thế hai độ R2 và công suất tiêu thụ của R2. Như vậy cái câu A và câu B là áp dụng cho cái sơ đồ hình 1 và hoàn toàn em có thể làm được vì chỉ áp dụng công thức.
và câu C, mắc thêm điện trở R3 song song với R2. Tính điện trở R3 để công suất của dòng điện qua R1 lúc này bằng tổng công suất dòng điện qua R2 và R3. Đó là sơ đồ hình 2. Như vậy ta sẽ đi nhanh câu A, câu B. RAB bằng R1 cộng R2 bằng 16 ohm. Cường độ dòng điện qua mặt áp dụng bởi đột ohm. Y bằng U chia R tương đương bằng 0,75 lần này. Câu B. Tính U2 áp dụng định độ ohm cho điện trở R2. U2 bằng Y nhân R2 bằng 9V. Và công suất tiêu thụ của R2 P2 bằng U2 nhân Y bằng 6,75W. Và câu C. Khi mắc thêm R3 thì cường độ dòng điện qua rầm mặt thay đổi. Như vậy ta không được sử dụng lại cái Y ở câu A. Và các em chú ý cái điều kiện. Mắc R3 để công suất qua R1 lúc này bằng tổng công suất của R2 và R3. Như vậy, có mối liên hệ giữa P1 với P2 và P3. Mặt khác, ta cũng có được cái mối liên hệ giữa P của mặt với P1, P2, P3. Công suất của cả rầm mặt AB sẽ bằng tổng công suất của mỗi điện trở. Công thức này thì cho em sử dụng. Tức là PAB bằng P1 cộng P2 cộng P3. Và P1 thì bằng P2 cộng P3. Như vậy ta thay vào thì ta sẽ được PAB bằng 2 lần P1. Rồi cái biến đổi PAB bằng U mặt nhân cho Y. P1 thì bằng Y bình phương nhân R1. Sở dĩ Y1 ta thay bằng Y vì R1 nằm ở mặt chính, cho nên là Y1 cũng chính là Y mặt chính. Thì em rút gọn bớt cái Y, từ đó thì suy ra được Y. Y bằng U chia 2R1. Ta tính được Y lúc sau bằng 1,5 ở đây. Từ đó ta tính được R tương đương lúc sau. Lấy UAB là 12 chia cho Y. Rồi muốn tính R3 thì ta phải thấy R3 nằm trong đoạn mặt song song. Như vậy ta phải tính được R23. Và R23 và R1 mắc nối tiếp nhau. Như vậy, trước khi tính R3, ta phải tính được điện trở của đoạn mặt song song, tức là R23. R23 bằng RAB trừ R1. Rồi. Sau đó, em dùng công thức điện trở tương đương của đoạn mặt song song để ta tính được R3. Sang bài số 3. Đề nó dài nhưng mà thầy tóm tắt nhanh như thế này. Trong nhà bếp một gia đình có bốn thiết bị: bóng đèn, quạt thông gió, một bếp điện và một ấm đun nước điện. Nên có bốn thứ đều có công suất định mức. Các thiết bị này đều hoạt động bình thường ở điện thế 220V. Câu A, thiết bị nào trong bốn thiết bị trên khi hoạt động đã chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng ở dạng có ích? Câu B, mỗi ngày mẹ bạn An sử dụng bếp điện để nấu ăn từ 10 giờ đến 12 giờ trưa. Hãy tính nhiệt lượng mà bếp điện tỏa ra. Và câu C, nếu tất cả các thiết bị điện trên hoạt động cùng lúc trong thời gian 30 phút thì tổng công suất và điện năng tiêu thụ là bao nhiêu? Câu C là tính công suất và điện năng. Câu D, CB là loại cầu dao tự động dùng để đóng ngắt và bảo vệ cho mạch điện. Tính cường dòng điện chạy qua mạch điện và nên chọn loại CB nào? Trong các CB 10A, 20A,
25 âm đa và 30 âm đa. À, cho em xem phần tóm tắt. Bốn thiết bị. Thì trong bốn thiết bị này ta thấy bếp điện và ấm điện đều hoạt động dựa vào tác dụng nhiệt. Như vậy đây chính là những thiết bị điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng ở dạng khối. Đó là bếp điện và ấm điện. Và trong cái bài này, tất cả các thiết bị này đều hoạt động bình thường. Như vậy ta nên sử dụng công suất của mỗi thiết bị này để ta tính nhiệt lượng hoặc ta tính điện năng. Và cô B, nhiệt lượng cho bếp điện tỏa ra trong 2 giờ Q bằng PB nhân T. Ta thì số. Công suất tổng cộng của các thiết bị. Các em cộng lại 4 công suất này là 3.960 W. Điện năng tiêu thụ của bốn thiết bị này trong 30 phút thì ta dùng A bằng P nhân T. 7.128 nhân 10 mũ 3 joule. Và ở câu D, muốn biết sử dụng CV loại nào thì ta phải biết được mỗi CV có một cái cường độ định mức, cường độ tối đa cho phép. Là như vậy ta phải tính được cường độ dòng điện qua bốn thiết bị này. Khi mà chính sẽ bằng P tổng chia cho U bằng 18 Như vậy chắc chắn là loại thứ nhất 10 A ta không dùng được. Và để cho an toàn thì các em nên chọn loại CV 25 A. Chứ nếu thì dùng loại 20 A thì nó gần với cái y mạch chính và nó không an toàn. Như vậy đây là cũng là một cái bài tập về tính công suất tính điện năng. Bài số 4 liên quan đến việc tính điện năng và có ứng dụng trong thực tế về biện pháp tiết kiệm điện năng. Như vậy, một cái bóng đèn là một lớp học trong nhà trường được lắp 12 bóng đèn. Thời gian học của học sinh mỗi ngày là 5 tiết và mỗi tiết có 45 phút. Mỗi tháng có 26 ngày. Khi mắc 12 bóng đèn trong một lớp học, công suất tiêu thụ mỗi đèn là 40 W. Tính điện năng tiêu thụ của 12 bóng đèn trên trong một tháng. Thay các đèn huỳnh quang trong phòng bằng đèn LED có độ sáng tương đương, cũng tính điện năng tiêu thụ của 12 bóng đèn LED. Và từ hai cái loại đèn này, hãy tính lượng điện năng mà nhà trường tiết kiệm được trong mỗi tháng. Và trường học này thì có 20 phòng học. Như vậy, trước khi ta tính thì em phải đổi đơn vị watt ra kilowatt, phút ra giờ. Ta tính điện năng tiêu thụ của 12 bóng đèn trong một tháng. A bằng P nhân T. 12 bóng nhân cho công suất của một bóng nhân cho thời gian sử nên cho thời gian là một tiết là 45 phút ta đổi ra giờ. Nhân cho 5 tức là mỗi ngày học trong tiết và nhân cho 26 là một tháng có 26 ngày. Vậy kết quả là 46,8 kWh. Cô B tương tự cách tính tính điện năng tiêu thụ của 12 bóng đèn LED. Cái cô C tính lượng điện năng mà nhà trường tiết kiệm được. Như vậy ta phải tính điện năng tiêu thụ khi dùng đèn huỳnh quang và đèn LED trong một tháng của nhà trường gồm có 20 lớp. Như vậy thì việc lấy cái A1 ta nhân cho 20. Đây là điện năng tiêu thụ của hai đoạn đề này của trường học đó trong một tháng. Như vậy ta thấy rõ ràng là sử dụng đèn LED mức tiêu thụ điện năng giảm nhiều và điện năng tiết kiệm được và ta trừ ra lấy A1 trừ A2 với kết quả là 504 kWh.
Như vậy thầy đã chia sẻ cho em một số bài tập về điện học. Bây giờ ta chuyển sang phần điện từ. Biết sự định hướng của nam châm như hình dưới, hãy vẽ chiều đường trước từ và ghi thêm tên cực của nam châm. Như vậy cho biết đường trước từ và một kim nam châm nằm cân bằng. Phần màu đen tô đậm là cực bắc, phần màu trắng là cực nam. Vậy trước hết ta dựa vào cái chiều quy ước là từ cực nam đến cực bắc xuyên dọc cái nam châm để ta vẽ chiều đường trước từ. Thì thứ hai, ta biết được điều chiều đường trước từ đi vào cực nào, thì ta lại dựa vào đặc điểm bên ngoài nam châm các đường trước từ đi ra từ cực bắc và đi vào từ cực nam. Như vậy bên trái là cực nam, cực bắc, và bên phải là cực nam. Bài số 6. Một kim nam châm khi đặt trước độ ống dây dẫn có dòng điện chạy qua đứng yên như hình vẽ. Hãy xác định tên các từ cực của ống dây và của kim nam châm. Đây là vẽ. Như vậy một ống dây và người ta đã biểu diễn sẵn chiều dòng điện của ống dây. Một kim nam châm nằm đặt gần ống dây và nó bị ống dây hút cho nên nó nằm cân bằng như thế này. Thì ta hãy xác định tên từ cực AB của kim nam châm, CD của ống dây. Thì trước hết em xét ống dây và dòng điện qua các vòng dây đều có chiều đi xuống, như vậy ta vận dụng quy tắc nắm tay phải thì đường sức từ trong lỗ ống dây sẽ đi từ trái sang phải, tức là đường sức từ đi vào từ đồ C và đi ra từ đồ D. Vậy ta kết luận được đồ C là cực từ nam và đồ D là cực từ bắc. Và khi nam châm đang cân bằng, đang bị hút, như vậy đồ B và đồ C phải khác tên nhau. Như này. Nên đồ B là cực bắc và đồ A là cực nam. Và số 7. Hãy xác định tên các từ cực của ống dây của kim nam châm. Em chỉ cần xác định P, Q là từ cực gì, A, B là từ cực gì. Bài này cũng giống như bài này. Nó chỉ khác ở chỗ là người ta không vẽ sẵn chiều dòng điện, nhưng mà ta biết được hai đầu ống dây được nối với hai cực của dòng điện, cực dương, cực âm. Như vậy trước hết, ta phải xác định chiều dòng điện từ cực dương qua dây dẫn trở về cực âm. Ta phải xác định chiều dòng điện ở bên ngoài ống dây. Rồi lần theo vòng dây, ta vẽ chiều dòng điện trong ống dây. Rồi sau đó em vận dụng quy tắc nắm tay phải. Q là cực bắc và P là cực nam. Phải đầu A và P phải khác tên. Như vậy, A là cực bắc, D là cực nam. Nó nằm cân bằng, nó đang bị hút. Thì độ A và độ P nó phải khác tên nhau. Và số 8. Trên hình 1, hãy vẽ thêm chiều dòng điện chạy trong ngoài ống dây và xác định các cực từ của ống dây. Đây là một ống dây. Cũng tương tự như bài số 7. Ta vẽ chiều dòng điện bên ngoài lần theo ống dây. Như vậy trong lòng ống dây, trong các vòng dây, dòng điện đều đi xuống. Như vậy ta xác định được chiều đường sức từ bằng cách vận dụng quy tắc nắm tay phải. Chiều đường sức từ sẽ đi từ trái sang phải. Như vậy đầu ống dây bên trái sẽ là cực từ nam, đầu bên phải sẽ là cực từ bắc. Ở hình 2, sau khi đóng khóa, như vậy cũng có một ống dây được nối với hai cực nguồn điện có khóa. Hiện tượng gì xảy ra với thanh nam châm treo bởi lò xo? Và lò xo trong hai trường hợp ống dây không có lõi sắt và ống dây có lõi sắt.
Rồi, bây giờ ta xét ổn dây chứ. Khi ta đóng khóa, dòng điện chạy qua ống dây có chiều nhìn mẹ. Vận dụng quy tắc nắm tay phải, em sẽ xác định được hai cực từ của ống dây. Đầu dưới của ống dây sẽ là cực bắc và đầu trên của ống dây là cực nam. Thanh nam châm được treo bởi lò xo. Cực bắc của thanh nam châm nằm gần cực nam của ống dây. Như vậy, thanh nam châm sẽ bị hút. Và khi thanh nam châm bị hút, thì làm cho lò xo bị giãn ra. Như vậy là cái hiện tượng xảy ra với nam châm là nam châm bị hút về ống dây. Và hiện tượng xảy ra đối với lò xo là lò xo bị giãn ra. Trường hợp thứ hai, ống dây có lõi sắt thì ta nhớ sự hiện tượng của sắt. Sắt đặt trong từ trường thì nó có khả năng làm tăng lực từ của nam châm của ống dây. Như vậy hiện tượng nó khác ở chỗ nào? Là nam châm bị hút vào ống dây mạnh hơn, vì lúc này từ trường của ống dây có lõi sắt tăng hơn so với lúc không có lõi sắt, và kết quả là lò xo giãn ra nhiều hơn. Như vậy, thầy đã giới thiệu xong một số bài tập về điện từ, thì các em thấy được nội dung chính của những bài này là các em phải biết cách vận dụng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều dòng điện trong ống dây, xác định cực từ của ống dây, và đặc biệt nhớ lại về lực tương tác giữa hai nam châm. Tương tác giữa nam châm với ống dây cũng giống như tương tác giữa hai nam châm. Các cực cùng tên đặt gần nhau thì đẩy nhau, các cực khác tên đặt gần nhau thì hút nhau. Như vậy là thầy đã chia sẻ xong một số nội dung ôn tập để kiểm tra học kỳ, một số bài tập để các em môn. Thì mong rằng các em học kỹ lại các công thức, xem lại các bài tập đã làm, các nội dung đã ôn tập để mà thực hiện tốt cái bài kiểm tra của kỳ sắp tới. Xin chào các em.